lộ lý do huấn luyện viên Park Hang-seo bị giam ở đường hầm sau khi nhận thẻ đỏ. Truyền thông xã hội đang thực sự nổi nóng bàn luận xung quanh sự cố huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là bị giam trong đường hầm thay vì ngồi trên khán đài sau khi bị rút quyền chỉ đạo vì phản ứng với trọng tài trong đêm trận chung kết U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia 3-0 môn bóng đá nam SEA Games 30. Trong các đoạn video về trận đấu, sau khi dẫn đối thủ với cách biệt 3 bàn, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chỉ đạo quyết liệt bên đường biên, nhất là vào thời điểm các học trò liên tục bị phạm lỗi thô bạo. Phút thứ 77, sau nhiều lần nhắc nhở, ông thầy 61 tuổi người Hàn Quốc đã bị trọng tài rút thẻ đỏ, rút quyền chỉ đạo. Trên đường di chuyển lên khán đài, một số cổ động viên Indonesia đã có những cư xử thiếu văn minh với huấn luyện viên Park, có lẽ vì quá ức chế với thất bại nặng nề. Một khán giả đã chỉ tay thẳng mặt người đứng đầu chuyên môn U22 Việt Nam và đi kèm theo đó là các lời công kích. Đây không phải là lần đầu tiên người ta chứng kiến huấn luyện viên Park có những phản ứng gay gắt với trọng tài để bảo vệ các học trò. Ở trận bán kết U22 Campuchia, cựu trợ lý huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc cũng đã phải nhận một thẻ vàng vì lỗi tương tự. Sau khi buộc phải di chuyển lên khán đài làm khán giả, huấn luyện viên Park Hang-seo đã ngồi cùng hàng ghế với các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam, những người vừa giành huy chương vàng SEA Games bóng đá nữ cách đây 2 ngày, để tiếp tục theo dõi trận đấu. Sự phản ứng của huấn luyện viên tuyển U22 Việt Nam ít nhiều gây sự chú ý từ khán đài khi ông tiếp tục có những tranh cãi với trọng tài vì cho rằng chiếc thẻ đỏ đó là quá nặng tay. Tuy nhiên, sau trận đấu, xuất hiện một số thông tin và clip trên mạng xã hội về tình huống một vài nhân viên an ninh ở sân Rizzo Memorial có thể hình to lớn đã có những hành động đưa huấn luyện viên Park Hang-seo xuống hầm và chặn đường không cho ông ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu. Nguyên nhân dẫn đến việc ông Park Hang-seo bị đưa xuống giam ở đường hầm đã gây sốt trên truyền hình xã hội. Lý do được cho là bắt nguồn từ việc nhà cầm quân Hàn Quốc đã không chịu ngồi đúng nơi quy định theo hướng dẫn của ban tổ chức. Tuy nhiên, theo tờ Fox Sports Asia, nguyên nhân có thể là do huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những rắc rối với một số cổ động viên của Indonesia. Tờ này cho hay, huấn luyện viên của tuyển U22 Việt Nam được cho đã có lời qua tiếng lại với một cổ động viên của Indonesia sau khi lên khán đài, hoặc cổ động viên Indonesia dường như đã có phản ứng với nhân viên an ninh và ban tổ chức về ông Park. Sau khi tiếng còi kết thúc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được thả và ông lập tức chạy vào sân để cùng chia vui với học trò. Trong phần trả lời báo chí đó, ông Park cũng không quên gửi lời xin lỗi về hành động nóng nảy và thiếu kiềm chế của mình. Và với hầu hết những người chứng kiến sự cố, đặc biệt là cổ động viên Việt Nam, thì ai cũng có thể thông cảm cho thầy Park khi lý do duy nhất dẫn đến hành động phản ứng là ông mong muốn bảo vệ các học trò của mình. Phát biểu với truyền thông sau trận thắng U22 Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, trước trận, tôi lo Quang Hải vì chấn thương, Trọng Hùng chấn thương và hôm nay đến lượt Thanh Thịnh cũng chấn thương. Tuy nhiên không ngờ các cầu thủ khắc phục khó khăn và vượt qua như thế. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới cầu thủ, ban huấn luyện và cán bộ hậu cần đã không quản khó khăn, thời gian để làm công việc của mình. Tôi xin lỗi vì chiếc thẻ đỏ. Lẽ ra tôi phải kiềm chế hơn, giữ bình tĩnh hơn. U22 Việt Nam đã chiến thắng, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người. Với thắng lợi trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam lần đầu đăng quang đấu trường SEA Games. Chiến tích lịch sử này càng trở nên ý nghĩa gấp bội phần khi cả hai đội tuyển nam nữ cùng đứng trên bục nhận giải thưởng cao nhất.